Đồ Quốc Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay bọn em xin được gửi tới các bác một chiếc sập Ngũ Phúc cũ tái được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ Gụ Tà Quảng Bình. Và đây là chiếc sập phiên bản đặc biệt, đẹp không đối thủ nữa. Và sập này có kích thước dài là 2m1, sâu là 1m70, nhân chiều cao từ mặt đất lên cái mặt sử dụng kia là 59 phân. Và mặt sập là mặt hai lá, một tấm gỗ bong đôi. Lá sập thì là dày 2/2 các bác nhé. Sập thì đã được bọn em là hoàn thiện kỹ, giấy giáp, xi sáp, đánh trơ vân gỗ mộc theo đúng lưới cổ. Và sập này là do nghệ nhân chế tác, đục chạm thủ công bằng tay 100%. Và chất gỗ thì phải nói là vân gân đẳng cấp. Bây giờ em quay là gần 6 giờ tối rồi, trời tối om rồi đấy ạ. Nhưng mà thợ vừa hoàn thiện xong thì em lên luôn clip để gửi tới các bác, để cho những bác nào mà có nhu cầu muốn trưng về để chơi Tết thì chọn lựa cái sản phẩm này. Và chiếc sập này thực sự là rất lâu rồi em mới lại gặp trước, nó đẹp đấy đến cái độ này. Đây các bác xem này ạ. Đây em giới thiệu luôn các bác xem nha, dáng chân đây các bác. Dáng chân quỳ, đấy dáng chân quỳ nhá. Dưới đục quả cà thì các bác xem là những cái dòng này thì quả cà rất là tròn và đục đúng lề lối nhá. Từ các cái xoáy này, không phải đục máy. Xoáy đục máy sửa tay nó khác nhá. Đây là xoáy đục tay. Đâm ra nó rất là mộng và nó sắc nét, tỷ lệ nó cân đối. Và từ các cái vòi này, từ con ốp trên cái vòi này đây, đục rất là lổi, nó lổi và đẹp nhá. Và đây cái vòi đây ạ, đục tròn. Đây cái vòi đây ạ, to hơn ngón trỏ của em rất là nhiều. Đấy, đục tròn rất là sắc nét. Để đánh giá một chiếc sập đẹp thì nó rất nhiều yếu tố. Và lên trên chán đây, các bác xem chán đây ạ, nó rất là mọng, mọng trơn nhá. Và từ các đường quay xanh, đường quay xanh này thì các bác xem này, đúng hình chữ C tròn căng luôn. Từ các cái móc này cũng đẹp này. Đấy. Và trên này là một con rơi cắp đồng tiền. Đây các bác xem con rơi đây ạ. Đấy, cắp đồng tiền nhá, con rơi thì đục rất sắc nét. Đây. Đó, giống dây thật không? Từ trên sống lưng. Và vào đây là các cái đường ống. Vào đây các cái đường ống thì các bác xem này ạ, các đường ống đây. Trời nó tối rồi đâm ra quay nó không rõ lắm nhá. Các đường ống này rất là mọng và nó cân. Đấy, từ các cái xoáy này rất là đẹp này. Đó, đây. Rất là đẹp. Và trên này, trên này là một cái đường chỉ con ra, đây một cái đường chỉ con các bác xem nó như cái đũa luôn. Đấy, nó như cái đũa, tròn như cái đũa, không phải là gọt vuông nhá. Đấy, rất tròn và đẹp. Sắc nét. Và xuống đây là hai chiếc song thọ. Hai chiếc song thọ cực cân. Đấy. Các cái dây ra tròn như cái đũa. Và xuống dưới này là lãng hoa hồng. Rồi thì các cái đường chuyện nhỏ. Rất kỹ thuật. Đấy, vào đường chám này và các cái đường móc ra này. Rất khéo các bác nhá. Tiếp tới là đây là phần giữa phần chính, các bác xem cái khánh này. Từ ống trên ống dưới đây, tỷ lệ nó rất là cân đối. Đấy, rất cân đối. Rơi cắp chữ thọ và cái chữ thọ này đây các bác xem. Chữ thọ này cực kỳ sắc nét, đục tay và đục rất sâu và đường nó lét, nó không như đục máy sửa tay. Đấy các bác xem này. Vài giải lụa vắt qua chữ thọ và hình ảnh con rơi. Đây con rơi tượng trưng cho chữ phúc đây. Mặt con rơi rất đẹp và người cuộn quay đúng thế. Và các cái đường cánh và hai con rơi ven đấy cũng như vậy nhá. Đấy, rất đẹp đấy. Và những cái cây hoa mai cổ đây, gốc cây mai này, hoa mai này, cành lên này, đấy hoa cổ này nó đục không sắc nét nha. Nếu đục sắc nét nhấn thì nó rõ cành hoa nhưng nó không phải lối cổ, bác nào chơi sâu sẽ hiểu nhá. Và xuống cái này là một cái đường triện con. Đây triện con nó cũng phải là các cái tỷ lệ cái đường ô thủng này nó phải vuông vắn đấy, tất cả nó phải vuông vắn từ các chi tiết nhỏ nhất. Đây và sang bên này thì cũng tương tự như bên kia. Các cái ống này đục tròn căng luôn. Đây, ống đục tròn, nó tròn cả trong cả ngoài. Đấy các bác xem này ạ, nó tròn cả trong cả ngoài. Cái lối sập này thì phải nói là quá đẹp luôn. Đấy. Đây các ống nó tròn các bạn, đây. Tỷ lệ rất tròn và các cái đường chiết triện này đây. Nó căng, nó không bị lồi lõm này các bác xem, nó sắc nét. Đến nó tròn căng luôn. Quay compa không được tròn như này. Đó. Để các bác nào các bác chơi sâu cho bác có thể nhận biết được luôn. Và đây dáng chân này cũng tương tự như vậy nhá. Cái dáng chân này các bác xem thì dòng phúc này trên thị trường rất rất nhiều, không thiếu dòng sập Ngũ Phúc. Nhưng để mà đẹp thực sự thì không phải lúc nào cũng có nhá. Và đây xe máy lên đèn các bác xem kìa, tất cả xe máy đều lên đèn tối om rồi. Đấy mà em quay lên nó đã được đẹp như thế này thì các bác đến thực tế thì chắc chắn là không để các bác thất vọng. Đây, cái dây ở trên này. Cái dây ở trên này mình nhìn từ cái chiều này xuống này. Nhìn chiều này xuống chứ không phải nhìn thẳng này. Nhìn từ chiều này xuống các bác xem này ạ. Dây nó tròn như cái đũa luôn. Đấy. Đấy nó tròn căng luôn này ạ. Rất kỹ. Đấy bác nào phải nhận biết. Chơi tinh thì mới hiểu được. Đây cái móc này, từ cái móc con này đây. Đấy móc con này. Đục cái này rất mất công nha các bác nhá. Đấy lét đến tuyệt đối. Em không chỉ thì có những bác còn không biết cơ. Đấy đây cả cái chiếc thọ này đây. Chiếc thọ nhỏ này nó đục rất là sâu.
mà nó nét nét đục tê thì nó còn nhát đục ở dưới cái lề này. Đấy còn đục mẽ thì nó không có cái nhát này nhá. Đấy không có nhát đục. Đấy, các bác lưu ý hàng đục mẽ và hàng đục tê nó khác nhau rất là nhiều. Và rồi sang bên đốc ngang. Bên đốc ngang này thì nó cũng tương tự như vậy đây. Đều là một người thợ làm ra đây, các cái đường triện chám đây. Đấy, gỗ thì phải nói là lành đến 95%. Rất lành. Đó, đường triện chám này kể từ các con rơi ven như này, các bác xem này, con rơi ven này đục giống thật không? Cứ các cái dải lụa này, các cái đường triện. Đấy, kể cả chân sau cũng như vậy. Cùng một người thợ đục ra. Đấy, nhìn cái dáng chân rồi đó, thấy nó mềm dẻo rồi. Bánh cái mộng này em chưa gõ xuống hết nhá. Đây này em chưa gõ hết đâu. Đây. Vẫn hở đây, em chỉ lắp tạm thôi mà nó tối, trời tối quá đâm ra em gõ nhanh để em quay cho các bác. Đây chân hậu đây ạ, chân hậu đục rơi cũng như vậy. Không khác nhau một tí gì cả. Đây và sang bên đốc bên này để quay qua thôi, không mà tối quá thôi. Đấy. Đây này, bên đốc ngang bên này cũng như vậy các bác nhá, tương tự luôn. Không khác gì, là gỗ thì vân đen luôn. 100% là gỗ cụ ta Quảng Bình các bác nhá. Đấy. Mà lên trên mặt đây các bác xem đây ạ. Mặt phải nói là một tấm bong đôi. Rất xịn sò. Đây và vân đây ạ. Chất vân thì chắc không phải quảng cáo nhiều. Thì các bác tự nhiên biết đấy ạ. Thân vân. Tối như này rồi mà đây thân vân khiếp không? Quá khủng khiếp luôn. Để mà chơi cái này mà trưng Tết thì quá tuyệt vời. Đấy nhá, thân đen bằng ngón tay cái, hơn ngón tay cái các bác nhá. Đây không nói dối các bác, đây để cho các bác so các bác xem đây ạ. Cái thân vân này đây, hơn ngón tay cái. Đây ạ, đây. Hơn ngón tay cái nó toàn bằng cái đũa một này, đây, cái đũa này. Đấy, vân nó rất sắc nét và lổi. Căng luôn. Đấy. Khiếp không? Quá khủng khiếp luôn. Và từ thành, đây từ thành thì cũng như vậy nhá, đây. Cũng vân đẹp như vậy, kể cả thành hậu luôn. Đấy, thành nào cũng như vậy. Và để lưu ý để nói cho các bác xem một cái vấn đề nữa là chiếc mặt này này đây này, nó co ngót. Nó co ngót cả ngang, tức là nó co gỗ nó khô kiệt, nó co mà giờ nó hở này. Nó hở nhưng mà vì sao em không làm vội, em kệ nó cho nó co thoải mái đi. Thì bác nào lấy, em chỉ cần cho thợ làm trong vòng vài tiếng đồng hồ em thẹp lại toàn bộ. Thì trong quá trình các bác mang về sử dụng là sẽ không bị co như thế nữa, co nó sẽ tỷ lệ sẽ giảm hơn rất là nhiều.